Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ 6 bệnh rồi các bạn, 6 ngày rồi. 6 ngày rồi đó. Thì bắt đầu từ ngày hôm kia, ngày hôm qua mới bắt đầu ngủ được nguyên một giấc. Nhưng mà tay chân đến nay, tới bây giờ đó các bạn, phải nói là vẫn còn bủng rủng. Tại vì vẫn vừa bệnh nhưng mà vừa phải đi ra ngoài nữa, chứ không có nghỉ ngơi được. Mình nghỉ ngơi thì đâu có ai thế được những cái công việc của mình đâu các bạn. Cho nên mình đã lấy lên lịch hết rồi, cho nên mình phải chấp nhận cái chịu như đó. Cái người thì nó bủng rủng thôi, nhưng mà cái não thì nó vẫn còn tỉnh táo, cho nên mình lái xe vẫn còn ok. Chỉ có cái sức thì nó bủng rủng, cái tay chân nó bủng rủng. Như hồi nãy đó là khiêng cái hành lý, khiêng cái thùng xuống cầu thang giùm cho anh Nguyễn Hân á, cũng khó khăn nữa. Nó run cái chân. Cho nên là ảnh phải phụ thôi. Thì nói chung là cái cuộc sống nào các bạn, mình ấy cái gì cũng được. Mà cái sau cái đoạn video clip mà em đang ghi rồi đó, là cũng có một người chị khán giả cũng coi trên kênh và chị đã nhắn tin để mua một cái loại thuốc uống vào. Thì hôm qua thì em uống thử một viên. Nói chung thì uống một viên đó đó là ngủ được đó. Vừa uống xong chừng đâu nửa tiếng sau thuốc nó thấm. Mà thuốc này mình không cần toa bác sĩ nha các bạn. Thuốc này mình không cần toa bác sĩ. Ở Mỹ này nó có nhiều thuốc mình phải cần có toa bác sĩ, nhưng mà cái thuốc này là over counter, ai mua cũng được hết. Thì uống vào một viên bắt đầu nó thấm. Nó thấm rồi cái làm cái người mình lưng đưng. Rồi đi ngủ. Thì ngủ một giấc tới 4 giờ mấy sáng nó thức. Thức sớm quá. 4 giờ mấy sáng thức đó các bạn. Thì nó hơi sớm. Thì nói chung là cái viên thuốc đó làm cho ngủ ok. Ngủ được một đêm rồi đó. Nhưng mà tới bây giờ cái đầu óc nó, cái con người mình này nó cứ lượn, cái cảm giác nhẹ nhàng, nó nhẹ nhẹ lắm các bạn, nó rất là ngộ, không biết sao. Nhưng ngày hôm qua cũng bận rộn đi hành hương. Hôm qua em đi 10 cái chùa, thì cái chuyện ngày hôm qua ngày mai em sẽ đăng cho các bạn xem cái hành hương như thế nào. Thì hôm nay thì em chia sẻ về sức khỏe của em. Cảm ơn mọi người đã quan tâm em về sức khỏe của em. Thì ai cũng nằm trong cái tình trạng này đó. Thì có một cái thuốc này em, các bạn muốn có cảm giác giống như em á, chẳng hạn mình bị bụng rủng tay chân, mình 4-5 ngày mình ngủ không được, cái não không cho mình ngủ, mình mệt, ăn uống cũng không có vô, thì uống cái thuốc này nó rất là hay. Thì em uống có mới có một viên thôi là nó có hiệu quả để cho em đi ngủ. Không phải là thuốc ngủ mà cũng thuốc này vừa trị, có thể người ta nói có thể trị luôn được cái Covid-19 nữa. Đó. Mà nó rẻ tiền các bạn, một hộp khoảng 27 đồng một hộp, 27 đồng 99, thuế má đâu luôn khoảng 30 hơn. Thì nói chung cũng đối với mọi người, mình thấy 30 thế là mình thấy nó cũng có nhiều, có người cho rẻ, người cho mắc, thấy không? Nhưng mà nó cũng đáng cho bù lại cái sức khỏe của mình, cho mình ngủ được là ok. Quan trọng là ăn nữa. Ngủ được, ăn được thì mình mới có sức khỏe. Chứ mà ngủ được mà ăn không được nữa. Nhưng mà thường thường ăn với ngủ nó đi chung với nhau. Nhiều khi mình cứ nằm ngủ hoài vậy nè, mình không ăn cũng khó chịu lắm. Mà mình ăn á, mà mình không ngủ. Mà thường thường mình ăn được là mình có sức, là mình ngủ được à. Mình ăn được là mình ngủ được. Tại vì mình ăn là mình khỏe, đúng không? Mình ăn là mình khỏe, cho nên thế nào mình cũng cũng ngủ được. Thì đó, thì em cũng một lần nữa em cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm em trong cái clip vừa rồi. Cảm ơn rất là nhiều người. Để em coi, em cũng chưa có đọc hết những cái bình luận đó. Thật không nhận khổ thân thì các bạn. Bụng rủng tay chân nó khổ thân, khi mà mình bụng rủng tay chân lắm. Để mình không có sức lực. Chắc có lẽ là bị gì đó. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Uống thử sau đó tập thể thao 10 lần bên nha. Cảm ơn chị
Lê Yến. À, cảm ơn chị Nikki Phạm đã quan tâm nè. Bây giờ nó chỉ hiện lên những cái mà cái kia chứ không để nguyên tên ha, chị Lena Trần. Niệm Phật, dạ có nhiều lúc em cũng có niệm Phật, Theraflu thì nó không hết đâu chị nghe, cảm ơn chị nghe. Chị Thi nè Ngọc, sao bi quan giống chị quá quá nè Lộc, nhưng với triệu chứng của em là chắc chắn bị cảm nặng rồi chứ không có gì đâu. Dạ cảm ơn chị Thi nè, nói chung là rất là nhiều người đã quan tâm. Ở bên đây mình muốn đi bác sĩ đó, thì giống như em có nói đi bác sĩ không phải là mình vô cái là mình walk in là có liền đâu. Nhiều khi người ta đặt đặt nghẹt 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 văn phòng hết rồi, cho nên nó không có cho mình, không có nhận. Thì khi mà các bạn thí dụ như ở Mỹ này, ai ở Mỹ nhiều mới biết, mình có bệnh nặng đi, cái mình chạy vào trong cái bác sĩ, thì bác sĩ mà mình gọi xuống, mình hỏi coi có hẹn trống hay không, mình gọi xuống thì chắc chắn là không có hẹn rồi. Thì họ nói nếu như mà cần thiết mà khẩn cấp thì mình có thể vào trong trong bệnh viện để mà họ cấp cứu cho mình. Thì ở Mỹ là vậy, còn mình đi gặp bác sĩ á thì nó khó lắm. Ai mà có bác sĩ ở đây đó, văn phòng bác sĩ hay gì đó thì mình muốn gặp bác sĩ thì rất là cực khổ, không có phải là đơn giản, cũng không phải là dễ đâu. Ai ở Mỹ thì mới biết. Rồi mua thuốc cũng vậy, không phải giống như ở bên bên Việt Nam mà mình đi ra ngoài tiệm thuốc tây, cái nó ô tôi bị này bị nọ, cái bán thuốc ở thuốc tây bên đây thuốc gì cũng có, nhưng tùy theo loại thuốc. Những cái thuốc mà chẳng hạn như kháng sinh, trù sinh hay gì đó thì mình phải cần có toa bác sĩ thì mình mới mua được. Như là những cái thuốc ho mà đặc biệt đó là phải cần toa bác sĩ, còn mấy ho bình thường á thì ở ngoài nó bán. Những cái thuốc nào nói chung over counter đó, tức là thuốc bán ngoài quầy bên bên ngoài đó, bán ra cho không cần toa bác sĩ, thì những cái thuốc đó là rất là bình thường. Đó, bình thường lắm, nhưng mà có nhiều thuốc cũng mắc lắm nha. Có nhiều thuốc cũng mắc lắm. Rồi có nhiều thuốc mình cần mình dùng nó đó là mình phải cần toa bác sĩ, chẳng hạn thuốc trợ tim, thuốc tăng xông. Mấy cái thuốc đó đó là thuốc cần có toa bác sĩ, không phải bán ở ngoài cái mình mua là có liền. Hình như là thuốc ngủ hình như có bán over counter nhưng mà loại nhẹ. Còn mình muốn mà đúng đô của mình hay gì đó thì mình phải cần toa bác sĩ. Nói chung là tất cả đều toa bác sĩ hết. Chẳng hạn như bên đây bây giờ, bên Việt Nam đó, các bạn đi thử máu thì không cần phải cái giấy của bác sĩ. Đi vào trong bệnh viện thử, ô tôi muốn thử máu tổng quát thử gì đó, thì vô trong cái phòng phòng thử máu đó họ thử hết cho các bạn biết kết quả liền luôn. Còn bên đây các bạn đi vào trong phòng thử máu mà các bạn không có cái giấy thử máu của bác sĩ đưa thì không ai thử đâu các bạn. Phải đi hẹn gặp bác sĩ rồi bác sĩ mới đưa cho mình một cái to cái tờ giấy để mà mình đi xét nghiệm máu đó. Giờ mình đi xét nghiệm máu mình phải lấy hẹn nữa, còn mình walk in thì mình chờ nó hơi lâu đó. Walk in thì nhiều khi nó cũng không nhận, tại đông quá thì nhiều khi nó không nhận, đa số là nhận nhưng mà cũng nhiều lúc mình xui mình không biết được, không có nhận. Cái gì cũng vậy, mình khẩn cấp là mình cứ vào trong phòng cấp cứu, emergency room, là họ giúp mình liền. Hoặc là muốn rẻ tiền hơn thì mình đi vào trong urgent care. Nó có một cái dịch vụ urgent care mà chưa đến nỗi nào phải vô á, thì mình đừng không có cần phải vô, mình cứ kiếm bác sĩ trước đi. Cái urgent care đó là trong đó y tá không à, nó hầu như trong urgent care thì như là không có bác sĩ, nếu như theo em biết hình như là không có bác sĩ, chỉ có y tá thôi. Thì họ hỗ trợ những cái phần để giúp mình như vậy đó. Chứ ở Mỹ này đây không phải là trị bệnh cái là một cái mình có người trị bệnh cho mình liền. Cái gì cũng vậy, cũng đa số là phải cần có cái toa bác sĩ họ mới làm việc nha các bạn. Rồi nói chung là sức khỏe ngày hôm nay của em ngày thứ sáu rồi cũng tạm ổn. Chỉ còn con cái là cái say sẩm thì nó bủng rủng, nó say sẩm chút xíu, nhưng mà cái đầu óc á thì
bây giờ ngồi bây giờ nè thì nó lừ đừ, nhưng mà lúc lái xe là không có lừ đừ nha các bạn, lúc lái xe là tập trung lắm, cho nên càng tập trung nó càng nhức đầu, nhưng mà bây giờ đỡ rồi các bạn. Em bị nhức đầu đó mấy ngày chờ, 4 ngày chờ, sau đó em đổi cái gói mới thì nó cũng đỡ. Em đi mua cái gói nằm đó các bạn, gói nằm khác thì cũng 40 đô một cái, nằm cho nó khỏe hơn, cho nó yên giấc hơn. Thì bây giờ nói chung cái sức khỏe nó cũng chắc phải nói là 60% hồi phục rồi, còn có 40% nữa thôi thì nó vẫn còn bị nó bị sao đó em không biết được. Nếu như ngày mai mà ngày mai thì văn phòng bác sĩ mới mở cửa thì vô cho chắc cho bác sĩ đo tăng xong. Thì có nhiều khi á mình mà nhức đầu quá đó các bạn cũng do cái tăng xong mình lên, nhưng mà hy vọng là em không có bị tăng xong, nhưng mà chắc không có thoát nổi đâu các bạn. Tại vì mẹ của em á, là bị tăng xong, mẹ em bị tăng xong nè, bị lọc chảy máu nè, lọc thận đó các bạn. Giờ ba em cũng bị tăng xong, cũng bị lọc thận nè, lọc máu đó. Rồi các bạn biết mẹ của em á là bị tai biến rất là trẻ, ba mươi mấy tuổi đã bị tai biến rồi, ba mươi mấy tuổi đã bị tai biến rồi các bạn. Rồi chắc là bị ba mấy tuổi là bị tăng xong rồi mới ảnh hưởng qua tai biến, tại mẹ cũng ăn mặn nhiều lắm, mẹ thích ăn nước mắm lắm. Rồi 52 tuổi là mẹ mất. Tại vì qua bên Mỹ 8 năm sau mẹ mất, tức là lúc đó là mẹ lúc mà đi phỏng vấn đi Mỹ đó là lúc đó phải khiêng băng ca, lúc đó là mẹ đang nằm bệnh viện ở Chợ Rẫy đó các bạn, là phải khiêng băng ca qua bên bên chỗ mà chỗ phỏng vấn đó, của bên đi Mỹ đó. Em nhớ là như vậy đó. Thì phải khiêng băng ca ra thì cái đó mình trừ đi 8 năm thì là cái đó là lớn là năm năm 93, xong mình trừ thêm 3 năm nên lúc đó là mẹ đó coi mẹ 52, đó là 50 năm 44 tuổi, 44 tuổi và 41 tuổi, khoảng chừng 38 tuổi là mẹ em đã bị bệnh rồi. Cỡ 38 tuổi là mẹ bắt đầu bệnh rồi các bạn. Cho nên không biết cái di truyền hay không thì cái đó mình cũng không có biết được. Thì nói chung em cũng chia sẻ sơ sơ về cái sức khỏe của em, và bây giờ em cũng cảm ơn cái tình cảm của mọi người đã dành cho em trong cái video vừa rồi. Em cảm ơn rất là nhiều. Và khi mà mình thấy mình mang bệnh đó, mình mới biết mình khổ thân phải không? Thì bây giờ em có một cái đoạn video này em cũng thấy khổ thân cho anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh đã về tới Việt Nam rồi. Thì khi mà anh về tới phi trường, anh lên phi trường lên đây cũng phải đi xe lăn thôi các bạn, tại vì anh hai cái tay anh phải chống chống gậy đâu có được, cho nên phải đi xe lăn thôi. Thì có cái đoạn video này anh đi xe là đã người yêu của ảnh, tức là con trai của ảnh đó, Paulo đó, đã ra đón ảnh tại phi trường. Thì ảnh bay bên đây là ảnh bay ban ngày, cho nên về bên đó là ban khuya. Thì thường thường nghệ sĩ nổi tiếng đó đa số là về Việt Nam vừa vào ban đêm không à các bạn. Thì bây giờ em có cái đoạn video này đây, em muốn chia sẻ cho các bạn nha. Lúc mà đẩy ảnh từ trong Tân Sơn Nhất mà đẩy ra bằng cái băng ca đó, thì đây để em trả về đây nè các bạn. Đó, đẩy ảnh ra anh chùm cái mờ, chùm cái đầu lại hết, vậy nên là không cho khỏi ai nhìn nhìn ra ảnh hết. Đó đâu ai nhìn ra ảnh đâu. Thì ra tới đây á, thì người ta mới mới để ý tới thôi, nhưng mà trong cái phi trường là chùm cái áo chùm lại hết. Đi đẩy xe băng ca cầm hai cái nạng, có người đẩy ra tới đây luôn. Thì cái chân của ảnh đã bị té cái chân, cái ngón chân đó bạn, nguy hiểm lắm. Thì anh đứng anh nhảy trên cái mà cái bồn nước đó, nên bị té xuống dưới đó. Coi hai cha con ôm nhau này các bạn. Cân chưa? Hai cha con đó. Thì cái chân của ảnh đã bị bó lại, thì bị té mà các bạn. Thì ảnh đứng trên cái bồn nước thì ảnh té. Thì để ảnh té xuống từ cái pond đó các bạn, để em cho các bạn xem cái bồn nước đó. Thì nói chung là cái gì cũng vậy, cũng có cái sự đặc biệt của nó. Để em lấy cái kiếm cái đoạn cái video mà anh đứng trên cái bồn nước anh nhảy á. Em coi coi. Đây nè. Anh đứng trên đây anh nhảy nè các bạn. Để em cho các bạn xem nha. Đứng trên đây nhảy trơn trơn té xuống. Đây.
Đó, anh đứng trên đây là cái này là cái bồn nước nha các bạn. Cái này là trên cái hồ nước, đó, anh đứng trên đó đó. Đó cái tháp nước chảy dưới đó đó thì anh đứng trên cái đây này dưới hồng ngọc này nè. Đó, anh đứng trên đó nhà anh hát gì đó rồi anh sẽ bị anh bị chật chân anh té xuống dưới. Đó. Có vậy thôi. Thì anh bị chật chân anh té xuống dưới là như vậy đó các bạn. Cho nên là cái lý do là tại sao anh té đó là anh đứng cái đó là cái chỗ mà cái điều chỗ đứng á, thì nó chỉ bự có như đây thôi. Nó là vừa đủ cái bàn chân mình một nửa cái bàn chân mình cái như đứng được vậy thôi. Ảnh với Hồng Ngọc lên đó đứng nhảy 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 người ta té bụp xuống dưới. Đó. Thì các bạn biết khi mà mình ca những cái nhạc mà nhạc giật á, nhạc sung 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 sức á thì mình phải nhảy, mình phải giật theo cho nó đúng với cái sôi động với là cái nhạc. Thì khi mà nó đúng cái sôi động cái chắc nhảy tưởng nó đứng trên sân khấu rồi sao nhảy 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 sao cái chập chân té cái ngón cái á các bạn hình như là em nghe nói là bị ngón cái bị tét ra hay sao đó thì hình như là bị đứt luôn hay sao đó thì phải ghê lắm em nghe mà không quên rồi tại em không có nhớ em nghe em quên rồi rồi nguy hiểm lắm nhà sau đó nó nằm bệnh viện xong rồi xuất viện về Việt Nam rồi thì bây giờ đang dưỡng bệnh Việt Nam để mà chuẩn bị cho cái live show sắp tới. Thì em cũng chia sẻ cho các bạn như vậy thôi. Em cũng mệt rồi, bây giờ em đi nghỉ đây. Em xin chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và đồng ấm bên gia đình của mình. Mọi chuyện bình an và an lạc. Cái gì cũng vậy. Sức khỏe là trên hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm em. Em chân thành cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Và xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Nhớ bấm like, bấm share và đăng ký để mà ủng hộ nha. Xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye.